Hello, welcome back to Unit 7 Television. And the lesson today is Skills 1, reading and speaking. Các em ơi mình quay lại bài số 7 này. À, và hôm nay là mình học về Skills 1. Uh, mình học hai kỹ năng đó là reading và và speaking. Nào, đầu tiên thì sẽ là phần reading trước nhé Phần reading thì ở trong sách của chúng ta là trang số 12 này. You look at activity 1, read the schedule for around the world. Nào cô sẽ show cho các em cái schedule, các em chú ý cái từ schedule này, schedule ở đây là nó là thời khóa biểu, nó là lịch trình, các em ạ. thì đây chính là schedule TV schedule mình đã học từ hôm trước rồi đúng không? mình sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái chương trình được sẽ được chiếu trên TV này. ở cột ngoài cùng bên trái các em Nó là time, time là thời gian, thời gian chiếu các chương trình này. ở cột thứ hai là program là tên của chương trình program đây này và cột cuối cùng bên này này là description description là mô tả cái chương trình đấy đặc điểm của chương trình đấy như thế nào chương trình đầu tiên được chiếu vào lúc mấy giờ đấy nhỉ à the first program is shown at 8 o'clock and it is animals life in the water animals động vật này life in the water cuộc sống ở dưới nước như vậy là chương trình này là về về động vật và cụ thể ở đây là động vật ở dưới nước Tức là thế giới biển đó uh, Description Mô tả của chương trình này như thế nào A documentary about The colorful living world In the Pacific À uh, documentary Từ này mình cũng đã học rồi, cô viết lại này Documentary Là danh từ, nó là phim tài liệu các em ạ Bộ phim tài liệu về gì nhỉ Colorful living Cái cuộc sống đầy màu sắc Colorful đây, màu sắc này. Ở thế giới làm sao nhỉ? Thế giới ở chỗ nào đấy? Pacific. Thái Bình Dương. Pacific. Thái Bình Dương. Rồi, vậy thì là chương trình đầu tiên lúc 8 giờ. The first program on... Um, uh, I'm sorry. At 8 o'clock is Animals Life in the Water. And it it is a documentary about the colorful living world in the Pacific. Good. The next program chương trình tiếp theo là chiếu lúc mấy giờ đây? Uh, is shown at 9 o'clock and the name of the program is comedy The Parrot Instructor. Comedy mình biết rồi nó là uh, bộ phim hài. The Parrot từ Parrot ở đây là con vẹt các em ạ. Parrot nó là con vẹt và Instructor là người hướng dẫn tức là huấn luyện đấy. Mình có thể gọi là huấn luyện Instructor Huấn luyện viên của chú vẹt um, uh, Cái chương trình này là về gì nhỉ Description I have lots of fun with the parrot Instructor and his first Walking day at the Skating rink Nào chỗ này thì mình biết hết rồi này Có rất nhiều um, Tức là cái sự rất là vui vẻ Vui nhộn với cái người huấn luyện viên vẹt và cái ngày làm việc đầu tiên của ông ấy his first working day at the skating rink skating rink nó là một cụm danh từ các em ạ. Skating rink là gì? À nó là đây. Skating rink là cái sàn trượt băng các em ạ. Sàn trượt băng đó, gọi là skating rink. OK tiếp theo chương trình vào lúc 10:30 the next program which is shown at half past 10 is sports the wheelbarrow races mình có tiếp một từ nữa đó là wheelbarrow wheelbarrow là cái xe cút kít các xe cút kít là gì thì cái xe cút kít ấy thường nó có kiểu Xe là xe ba bánh. Người ta dùng tay, dùng lực để đẩy cái xe cút kít hoặc là kéo cái xe cút kít. Và thường là cái xe này dùng để chở những cái hàng nhẹ. Ví dụ như là những cái hàng mà có thể để bán ngoài chợ. Rau, củ, quả đồ ăn, thực phẩm gì đó. Oh, gọi là xe cút kít. Will Barrow. Um, braces. Cuộc đua của xe cút kít. And um, the description is Four houses at the Wicked School compete in the most exciting race. Who wins? À, bốn nhà, bốn ngôi nhà ở cái ở một cái trường trường Wicked. Tức là cái trường đấy nó chia học sinh ra làm bốn nhà. Nếu mà em đọc Harry Potter thì em biết là cũng giống như vậy, làm bốn nhà. À, thì thì bốn nhà này tức là học sinh của của bốn nhà đấy sẽ thi đấu trong một cái cuộc đua rất là thú vị, rất là hào hứng, most exciting, hào hứng nhất, thú vị nhất và ai sẽ là người giành giành chiến thắng. Mình có từ compete ở đây là thi đấu. Mình học cái từ này rồi. Đây là động từ compete, còn danh từ của nó là competition. Competition. Ok. Tiếp theo, the next program at 11 o'clock is a game show. Game show là chương trình trò chơi các em ạ, à? trò chơi. Children are always right và cái chương trình này có tên là trẻ em thì luôn đúng, trẻ em luôn đúng, right. Đây là đúng này. The game show this week will test your knowledge about the Amazon jungle. Cái chương trình trò chơi tuần này sẽ thử thách cái kiến thức của các bạn về Amazon jungle. Amazon jungle là gì? Nó chính là đây. Cái khu rừng nhiệt đới Amazon, khu rừng già nhiệt đới Amazon. Vị trí của khu rừng này ở đâu các em biết không nhỉ? Nào, where is Amazon? Uh, Amazon is in South Africa. In South Africa, Nam Mỹ các em ạ. Và đây là bản đồ Nam Mỹ thì cái khu rừng già Amazon đây nó có hình như thế này đây đấy. Okay. khu rừng già Amazon là, là cái khu vừng, khu rừng nhiệt đới mà rộng lớn nhất trên thế giới. All right.